Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel Triều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan. Tiếp theo cái câu hỏi bữa trước mình có giải thích là tôi đã đi định cư Canada như thế nào, thì mình nhận được một số cái quan tâm về Express Entry, rồi PNP, rồi SINP vân vân. Thì chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ đi dạo một vòng ở trên website chính thức của Bộ Di trú Canada, RICC, viết tắt của từ Immigration Refugee Citizenship Canada. Thì ở trên trang chủ của Bộ Di trú Canada có đầy đủ tất cả thông tin về vấn đề đi định cư, đi du học, đi startup, business vân vân. Thì hôm nay mình sẽ dạo một vòng ở trên website đó. Thì cái video clip hôm nay chắc nó hơi dài, bởi vì mình chia sẻ màn hình laptop của mình á, rồi trang chủ của họ thì viết bằng tiếng Anh, cho nên mình phải vừa đọc lướt qua rồi vừa dịch lại cho các bạn theo dõi. Mong các bạn cố gắng theo dõi nha. Bây giờ là đang ở trong cái laptop của mình nè. Thì để mà kiếm được cái trang chủ của Bộ Di trú Canada, cũng như là tìm hiểu về cái chương trình định cư Express Entry á, mà nếu đầu tiên mà mình không có biết cái đường dẫn thì như thế nào, thì bây giờ cái cách dễ nhất đó là mình vào cái trang google.com nha. Sau đó là mình sẽ đánh cái chữ Express Entry lên thôi, là một cái keyword rất là nổi tiếng. Đây mình vừa mới đánh chữ Express là nó hiện lên rất là nhiều. Mình chọn cái Express Entry đó, thì cái kết quả bạn thấy nó ra rất là nhiều cái kết quả. Nhiều kết quả lắm. Nhưng mà cái trang chủ của Bộ Di trú Canada là bây giờ nó là www.canada.ca. Đó, thì mình sẽ chọn cái Immigrate Through Express Entry đây. Đó, tức là cái đường dẫn nó sẽ dẫn tới cái phần thông tin về Express Entry. Thì mình click vô nha. Đó, sau khi các bạn click vô thì các bạn sẽ thấy cái màn hình, cái phần của chính phủ Canada nè, định cư và quốc tịch. Mình chọn cái định cư, thì cái đó là một cách để mà mình vào cái trang chủ của Bộ Di trú Canada để tìm hiểu về cái chương trình Express Entry. Còn một cái cách khác nữa là để mình đi lại từ đầu, mình chọn một cái tab mới, mình đánh là canada.ca. Đây, canada.ca thì cái trang chủ của Bộ Di trú Canada. Là bạn sẽ thấy là khi mà mình vô cái trang chủ á, thì cái phần đầu ở ngoài á, mình sẽ thấy được nhiều cái phần hơn, nhiều cái thông tin, nhiều cái hạng mục hơn. Thì ở đây nó có về công việc nè, kinh doanh nè, business nè, start a business nè, liên quan tới thuế nữa nè, văn hóa, lịch sử và thể thao, Canada và thế giới. Ở đây là có cái mục định cư và quốc tịch, du lịch nè, sức khỏe vân vân. Đó, rất là nhiều nha. Đó, khi mà mình đi vô cái trang chủ canada.ca, xong rồi mình chọn tiếng Anh á, Dash English nè, thì mình thấy rất là nhiều phần. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vô cái phần Immigration and Citizenship, tại vì mình muốn tìm hiểu về cái vấn đề định cư mà. Đó, mình vô cái trang Immigration and Citizenship xong rồi đó. Thì đầu trang là họ quảng cáo về cái phản ứng của Canada về tình huống ở Afghanistan. Đây mình muốn dịch một số cái thông tin về cái trang Immigration and Citizenship nha. Là cái trang này dùng để apply cho cái vấn đề là đi du lịch nè, di chuyển, học tập, làm việc,
cũng như là định cư đến Canada, nộp hồ sơ xin quốc tịch, thẻ thường trú nhân (permanent resident card) hoặc là bảo vệ người tị nạn, cũng như là cái trang này nó sẽ giúp cho mình là kiểm tra cái tình trạng cái hồ sơ của mình hoặc là tìm kiếm những cái biểu mẫu. Đó thì khi mà mình vào trong cái trang Immigration and Citizenship á, mình lại thấy rất là nhiều cái thông tin khác nữa. Ở đây là cái phần My Application, tức là hồ sơ của tôi á. Đó thì khi mà mình vô cái mục này thì mình sẽ làm được tất cả các bước, ví dụ như là mình tạo cái tài khoản của mình, mình kiểm tra xem cái hồ sơ của mình tình trạng nó đi tới đâu, rồi cái thời gian xử lý nó tốn bao lâu, tìm những cái form mẫu nào, cái phí để cho nhân viên chính phủ họ xử lý cái hồ sơ của mình. Mình muốn nói thêm một tí, đó là cái phí xử lý hồ sơ. Đây là cái phí mà bạn sẽ nộp cho chính phủ Canada để họ bỏ cái thời gian công sức, thì họ mướn nhân viên, thì gọi là nhân viên chính phủ á, officer, thì họ sẽ nhận lương của chính phủ mà, cho nên là họ sẽ xét duyệt cái hồ sơ của mình. Thì cái chi phí xử lý hồ sơ cho chương trình của chính phủ hoặc là chương trình của tỉnh bang á, bữa trước mình có nói về Provincial Nominee Program, thì nó cũng tương tự, PNP cũng sẽ thu cái phí xử lý hồ sơ. Thì đây là cái phí mà mình sẽ gửi đến chính phủ tỉnh bang hoặc là chính phủ liên bang để họ xử lý hồ sơ cho mình. Đó, chứ không phải là cái phí gửi đến các công ty tư vấn hay công ty dịch vụ này nọ. Đối với các công ty tư vấn và công ty dịch vụ thì thường 90% các công ty là họ sẽ không cover, tức là không bao gồm cái chi phí nộp cho chính phủ này nha. Tức là các bạn ngoài cái việc trả tiền cho công ty tư vấn, công ty định cư, thì các bạn còn phải tự mình trả tiền cái chi phí cho chính phủ để họ xử lý hồ sơ. Đó thì nó có những cái điều rất tách biệt ra như vậy. Tuy nhiên cũng có một số cái công ty dịch vụ họ cover luôn cái chi phí xử lý hồ sơ này. Thì nếu họ cover luôn thì họ chỉ việc đơn giản là họ cộng cái chi phí xử lý hồ sơ vào cái chi phí báo giá tư vấn của họ thôi. Đó, thì chẳng qua là người ta không có thể hiện ra. Thì mình muốn nói về cái pay fee á, là cái phí xử lý hồ sơ. Đó, cái bản chất của cái phí xử lý hồ sơ gửi cho chính phủ nó là như vậy. Một phần khác là ví dụ như là visit, nếu bạn muốn đến thăm nước Canada, đến để làm kinh doanh, hoặc là mình chỉ việc mình transit ngang qua cái nước Canada thôi. Đó, thì mình sẽ vào cái phần visit này, phần work. Thì nếu mà bạn muốn làm việc, bạn apply cái work permit chẳng hạn, thì bạn sẽ vô cái mục này. Bạn muốn định cư thì bạn sẽ vô cái mục immigrate. Nếu bạn muốn đi học thì bạn chọn study, đó vân vân. Như mình thì cách đây vài tháng là mình nộp quốc tịch á, thì mình sẽ lại vào cái phần citizenship này để mình tìm hiểu. Cho nên mình mới nói là tất cả những cái thông tin á, là nó đều minh bạch, công khai và có rõ ràng ở trên website chính thức của chính phủ Canada. Cái vấn đề là chúng ta có tìm hiểu và chúng ta biết cái nguồn để tìm hiểu hay không. Ví dụ như mình ngày xưa thì mình cũng chưa có biết cái vấn đề đó, cũng không có ai chỉ thì mình chưa có biết, nhưng mà sau khi mình quen những cái người bạn cùng cái ý định đi định cư thì họ chia sẻ cái thông tin, họ chia sẻ cái đường link vân vân, thì lúc đó mình mới vào mình tìm hiểu. Thì ngày hôm nay là mình lại làm cái công việc của những người bạn mình, thì mình chỉ là mình chia sẻ thông tin cho các bạn thôi. Còn ngoài ra là các bạn có thể tìm hiểu thêm, nếu tìm hiểu mà không rõ lắm thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Chứ mình không có làm tư vấn hay là mình hỗ trợ tư vấn định cư gì đâu nha. Đó thì một số các mục khác, ví dụ như là dành cho người đã có quốc tịch Canada nè. Thì nếu mà bạn muốn lấy cái passport, ví dụ như mình sau khi mình apply cái citizenship xong, mình có thể lấy cái passport của Canada, thì mình lại vào cái mục Canadian này. Đó. Còn ở mục ở đây là tị nạn nè. Còn cái mục ở đây là
thực thi mình chưa có rõ lắm cái mục này, nhưng mà nó không có liên quan đến chủ đề ngày hôm nay.